Đây, kiểm tra máy gimbal máy xịt fly fail cho anh Tiến nhé. Thì máy của anh do va chạm nên là bị hỏng một gimbal. Thì chúng em đã thay cho anh một cáp mới. Máy của anh hoạt động hoàn toàn ok rồi nhá. Đây cái cáp đứt của anh đây. Máy của anh hoạt động gimbal hoạt động bình thường nhé.